Phó cảnh sát trưởng quận Mendocino đã bị sát hại trong lúc thi hành công vụ, tin từ California. Ông Ricky Del Fiorentino, phó cảnh sát trưởng quận Mendocino, đã bị sát hại trong lúc thi hành công vụ. Ông Del Fiorentino bị bắn trong vùng Cleon ở Fort Bragg khi truy đuổi nghi phạm Ricardo Antonio Chani, thường trú tại Oregon. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết là ông Del Fiorentino sinh trưởng tại Napa, là nhân viên cảnh sát đã 26 năm và phục vụ tại quận Mendocino đã 16 năm. Chani bị tình nghi là liên quan đến một vụ cướp có vũ trang, bắt cóc, nhốt nạn nhân ở đằng sau cốp xe, rồi đến điểm du lịch Confucian Hill ở Percy. Nhân viên cảnh sát, trong đó có ông Del Fiorentino, đã đuổi theo, chặn đầu Chani, hắn đã nổ súng giết chết ông. Trong lúc nổ súng, Chani bị một sĩ quan cảnh sát khác bắn thiệt mạng.